gkv chế độ roleplay là trò chơi gây sốt trên mạng xã hội trong suốt thời gian qua người người nhà nhà không khó để bắt gặp những streamer nổi tiếng đang livestream cùng với bạn bè và các phan thỏa sức sáng tạo trong các thành phố ảo đặc biệt với đặc điểm là chế độ chơi roleplay bạn sẽ phải làm mọi thứ y như ngoài đời thực từ giao tiếp đi làm buôn bán đây cũng chính là điểm thu hút đông đảo người xem trò chơi này gkv đang trở thành cơn sốt trên mạng xã hội cũng chính vì cơn sốt GTA V mà đã có rất nhiều người ao ước muốn được chơi thử tựa game này, đặc biệt trong đó có em gái của Mixi. Mới đây trong một buổi livestream, Mixi đã tiết lộ với Linh Ngọc Đàm rằng vì em gái của cô rất muốn được chơi GTA V nên cô đã phải đầu tư thêm gần 50 triệu đồng để sắm một bộ máy tính nữa phục vụ cho việc chơi game. Mixi chia sẻ với Linh Ngọc Đàm về máy tính mới mua rất nhanh chóng các fan đã hiểu ra ngay người em gái này chính là hoogger hoàng diệp anh hay còn được mọi người gọi là băng cô nàng xinh đẹp này từ lâu đã luôn xuất hiện bên cạnh missy mỗi khi đi sự kiện không những vậy diệp anh cũng đã từng có những khoảnh khắc vô cùng tình cảm cùng với missy trên sóng livestream khiến cho các fan vô cùng tự tin khẳng định rằng cô với missy chính là một cặp missy và băng thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhìn vẻ mặt của missy khi chia sẻ có vẻ như cô nàng đang cam chịu việc phải mua máy mới cho người yêu chơi game. Nữ streamer còn đùa thêm rằng: Nó đòi vô game chơi cùng các bạn ạ, à, mình có nói là thôi em chơi kém lắm, em đừng có chơi. Nó cầm con chuột nó còn không biết cầm mà, sợ nó vào nó phá thành phố này lắm. Nó với Linh Ngọc Đàm mà hợp lại với nhau là tan nát. Missy cam chịu mua máy tính cho người yêu chơi GTA. Nghe Missy chia sẻ như vậy, rất nhiều fan đã tự nhủ rằng có lẽ sau khi sắm xong dàn máy mới, cặp đôi này sẽ toàn phát cẩu lương trên livestream cho mà xem. Ảnh internet